Xin chào anh em. Hôm qua mình đã có cái video đầu tiên giới thiệu về cây tùng duyên tùng Đài Loan này, và mình cũng mô tả cho anh em cái phía trong của nó và liên quan đến việc làm sạch các cái lá yếu, các cái cành yếu của cây tùng trước khi mà vào dây. Đây các bạn nhìn này, mình làm cây tùng sạch sơ sơ thôi mà rất nhiều lá, cực kỳ nhiều lá. Tức là cái số lá bị yếu bỏ đi là rất nhiều. Đấy, không chỉ là không phù hợp đâu mà nó có rất nhiều các lá nó yếu, nó lủng lẳng, nó mọc lủng lẳng, phải bỏ nó đi. Không tham, bởi vì nếu không thì cây nó không dồn sức nuôi được những cái chồi khỏe. Thứ hai là nó cũng sẽ tự bỏ cái đấy. Nó sẽ tự bỏ cái đấy. Chưa kể là những cái lá yếu nó nhiều quá thì nó cũng là cái nguồn để phát sinh ra các cái loại dẹp. Đấy, ví dụ như cây này nó cũng bị một chút thôi. Còn dẹp sáp nó bám vào đầu lá trắng trắng, thì như cái dẹp sáp này thì cũng dễ trị thôi. Đấy, mình có thể phun bằng nước rửa bát pha loãng, hoặc là như mình ấy thì mình dùng cái thuốc lũa lim sulfur. Các bạn nhớ là lim sulfur pha với tỷ lệ 1:25, tức là 1 lim sulfur 25 nước, hoặc 1:50, 1 lim sulfur 50 nước, phun vào đầu mùa xuân cho cuối đông đầu mùa xuân cho tất cả các cây của mình. Che, nếu như bạn muốn bảo vệ cái chậu này cho nó không bị trắng bạc chậu thì bạn lấy giấy bạn che chậu vào, che đất vào. Sau đó ta phun hết lên cây này theo đúng tỷ lệ đó, cả lá cây này, thân cây này, thì nó tránh được côn trùng, tránh được các loại nấm mốc trên thân cây làm ảnh hưởng đến cây, thì cây nó sẽ khỏe. Đấy, thì cái đấy thì sau này nếu có thời gian thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm. Rồi bây giờ ta sẽ xem là hiện nay mình đang làm tùng rồi, làm được bắt đầu tạo dáng. Thì qua đến giờ mình mới làm được, tranh thủ mới được 2 bông. Thì đây bạn nhìn này. Một ấy, là về nguyên tắc ấy, là như mình làm tùng thì rất kỹ là mình vào dây với tất cả các cái cành từ như to đến nhỏ. Đây các bạn nhìn. Thế này. Như vậy là cố gắng vào dây tất cả cành từ to đến nhỏ. Sau này mình định hình nó sẽ ổn hơn, nó sẽ đẹp hơn. Cũng có vấn đề là như này, nhiều anh em tranh luận này, đấy là cây lá kim và cây lá bản là khác nhau. Cây lá bản thực ra nó sẽ có mùa rụng lá của nó. Thế vậy là nếu như mà ta vào dây theo kiểu lưu dây lâu năm ấy thì nhiều người có thể không thích. Tuy nhiên đối với cây lá kim ấy, thì kể cả quốc tế cũng vậy, ta biết là nó là cây thường xanh quanh năm, tức là quanh năm lá nó đều xanh không rụng và càng dày lên. Như vậy thực ra là cái dây bên trong nó khá là ít lộ. Hơn nữa thì chúng ta biết là cái đặc điểm của cây lá kim là cành nó mọc dài và nó sẽ mềm, nó sẽ xạ xuống. Như vậy nếu ta không có dây ta nâng đỡ nó thì nó cũng ảnh hưởng đến cái form của cây nhất định. Như vậy là ngay cả trong khi đi thi triển lãm quốc tế thì riêng đối với cây lá kim là người ta vẫn cho phép là còn dây uốn và để dây uốn. Còn cây lá bản thì không được, cây lá bản mà còn dây uốn thì không được đi triển lãm quốc tế, nó không đạt tiêu chuẩn. Đấy. Thế thì bây giờ các bạn nhìn này, đấy là cái thứ nhất là vào dây tất cả các cành để đó, để nó được nâng đỡ cho cành tốt hơn. Thứ hai là nguyên tắc là mình vào dây to, to trước, dây to trước. Đấy. Vào hết dây to thì bắt đầu đến dây bé hơn, rồi cỡ bé dần. Ví dụ như bé nhất ở đây các bạn thấy là dây bé nhất đầu cành là mình đang dùng là 1 mm, to hơn nó một cỡ là 1,5 mm, rồi 2 mm, rồi bên trong là 3 mm. Như vậy mình dùng 4 cỡ dây cho cái việc đi tùng này. Và các bạn thấy là làm từ gốc cành ra ngoài, từ gốc cành ra ngoài, từ dây to, hết dây to rồi thì bắt đầu đến dây bé. Và bạn nhìn mình quấn dây, uốn dây nó rất theo thứ tự. Đây, dây phải đi theo thứ tự. Khi bạn uốn dây bạn phải lưu ý này, là sau này mình sẽ vặn cành về phía nào thì mình sẽ uốn dây theo chiều mình vặn, để khi mình vặn thì cái dây nó sẽ siết chặt vào trong cái, khi mình vặn cái cành để uốn theo chiều mình muốn thì dây nó sẽ siết chặt vào cành. Ví dụ đây bạn nhìn này, mình vặn cành sang đây, thì mình phải uốn dây như này, thì bạn thấy là khi mình vặn cành ra đây thì cái dây nó siết chặt vào. Còn nếu mình uốn dây như này mà mình vặn sang kia thì cái dây lại tở ra, nó không bám vào cành nữa, như vậy nó không đủ lực. Đấy, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai bạn đã thấy này, hai cái dây uốn hoặc là 3 dây hay nhiều dây thì các dây cố gắng là uốn sát vào nhau. Đây, sát vào nhau. Nó có hai tác dụng. Một
là thẩm mỹ thì nó đẹp, và thứ hai là nó tăng cường cái lực uốn cho ta. Nên là đôi lúc không cần phải dây quá to, nhưng nếu như các dây được uốn sát vào nhau này, nó cũng tạo ra một cái lực uốn rất là tốt, mà nó lại còn có một cái lợi hơn so với uốn dây to hẳn gấp đôi, đó chính là cái độ dẻo của uốn nó sẽ tốt hơn. Đấy, cái này nhiều người không để ý, nhưng mà các bạn này, đây các bạn nhìn. Thứ nữa là các bạn thấy này, kết thúc mỗi chỗ uốn mình đều có khóa cành, tức là uốn cái đầu cành nó cong lên một chút. Đây các bạn nhìn, để làm gì ạ? Vừa tạo cái lực khi mình cầm vào đây mình vặn nó dễ này. Rồi mình uốn cành mình vặn nó dễ, và thứ hai là nó khóa cành thì không bao giờ, trong lúc uốn không bao giờ nó tuột cành, và sau này nó cũng không tuột cành. Như vậy là cành nó sẽ không bị tuột ra và không mất form nha các bạn. Đấy, thì đấy là cái về vào dây. Các bạn nhìn, không có dây nào bị đan xen lằng nhằng cả. Nó phải theo một cái trình tự, và từ to đến bé, từ trong gốc cành ra đến ngoài ngọn cành. Cái thứ hai là cái sinh lý của tùng ấy, thì nó có đặc trưng là lá ngửa hướng xương, tức là bao giờ lá nó cũng ngửa lên như này, tựa nó hơi ngửa lên này, để ban đêm khi mà sương đêm nó xuống ấy, sương đêm nó bay theo gió ấy, ví dụ như đặc trưng nó ở trên núi cao mà, thì cái sương nó sẽ bám được vào lá. Và tùng nó có đặc điểm là về ban đêm buổi tối, bắt đầu chập choạng tối trở đi, thì cái khí khổng ở trên lá nó mở ra để nó hấp thụ cái sương đêm đó. Nên là trong nhiều trường hợp là những cây tùng mọc trên vách núi đá không có mưa, hoặc rất ít khi lấy được nước mưa, nhưng nó vẫn có thể sống được bằng cách là lấy nước qua sương bù đắp cho cái lượng nước thiếu hụt hút ở rễ. Và cái đặc trưng này thì nó cũng rất quan trọng, đấy là khi mà cây tùng bạn vừa mới thay chậu, rễ có thể là ta cắt rễ mạnh yếu, ta tưới nhiều quá nó cũng có thể bị úng rễ và chết rễ. Nhưng không tưới thì nhiều khi là rễ nó yếu, nó chưa lấy nước thì lá nó lại khô. Vậy để khắc phục chuyện này thì thường là vào nhập nhọạng tối thì mình cứ phun sương đẫm trên lá thôi. Còn dưới gốc thì chỉ để ẩm bình thường thôi, hoặc là hơi khô khô một chút đẫm trên lá. Làm như vậy khoảng 1-2 tuần thì nó hỗ trợ tốt cho việc là rễ nó bật ra và cây vẫn sống khỏe. Đấy, và lá nó sẽ đẹp. Đấy, thế thì đặc điểm đấy, thế nên khi mình uốn cái cây tùng, cái đầu tành tùng này bạn thấy là bao giờ mình cũng làm nó hơi vẩy lên một chút. Đấy, thằng nó hơi vẩy vẩy lên một chút. Đúng theo lá ngửa hướng xương, vừa là khỏe cho cây tùng, nhưng đồng thời thì nó cũng hợp với lại tự nhiên, mình nhìn cây nó rất tự nhiên sau này hoàn thành, chứ nó không bị cái gì là gò bó cả. Thứ hai là chứ nó không giống như một số người là cứ làm cắm thẳng xuống, cây gì cũng cắm thẳng xuống mà không có ngửa đầu cành, thì nó không phải sinh lý của tùng. Đấy, thì cái này các bạn lưu ý nhá. Đấy, làm như thế thì sau này cây tùng nó vừa khỏe, đảm bảo không bao giờ bỏ cành. Nhưng mình làm tùng đến năm nay là năm thứ năm rồi, chưa bao giờ có cây tùng là mình làm bị bỏ mất đến một dăm nào. Tất nhiên nó cũng phải do kỹ thuật uốn dây, do cái độ khéo mình siết dây vừa phải, thứ hai là do cách chăm sóc. Nhưng tuy nhiên là cái quan trọng vào dây đầu tiên này, vào uốn tùng cho nó vảnh nên là cũng quan trọng rồi, nó sẽ cho bạn giúp ta không bỏ cành. Thế còn những cái cành ấy mà mình không uốn lên nó bỏ, nó đâm xuống như này là tự động sẽ bỏ. Bạn chú ý nhé, nếu như để nó đâm xuống dưới này nó tự nó sẽ bỏ, vì nó phải lá ngửa hướng xương và hướng nắng. Đấy, bạn chú ý. Cũng như thế cây tùng này này, cái mặt này là được nắng nhiều hơn này, nên là hiện nay nó đang phát triển trước cái mặt phía sau. Những cái mặt ít nắng hơn là nó đã chậm phát triển hơn rồi. Đấy, bạn chú ý nhé. Đấy là một vài kinh nghiệm nhỏ nhỏ lưu ý chia sẻ anh em. À, cái khuất nắng nó cũng rất nguy hiểm rồi. Những cái vị trí khuất nắng thì muỗi nó thường phát triển. Cây này mình được tặng, người ta cũng bỏ bê lâu ngày, nó không được quan tâm lắm nên là cây nó hơi yếu. Thứ hai là nó cũng có muỗi, nhưng cái muỗi này như mình nói ban đầu dễ xử lý thôi. Mình làm xong cây thì lên mình sẽ dưỡng nó toàn bộ, mình sẽ phun lim sulfua phua, và như vậy là nó sẽ hết muỗi. Đấy, nó sẽ hết muỗi. Đấy, thì tối hôm qua đến giờ mình mới làm được 2 bông. Thì các bạn nhìn này, đây vào cành rất thứ tự đúng không ạ? Đấy, rất thứ tự. Cây này người ta chủ cũ người ta để lâu quá nó hằn dây, các bạn nhìn này. Thì giờ mình không nên đi cái, mặc dù là đi cái dây mới vào cái nếp hằn này này thì nó giúp cho là thẩm mỹ hơn, ta nhìn nó sẽ không bị lộ nếp hằn, nhưng mà thế cũng không tốt bởi vì nó không tạo điều kiện cho các vết hằn này nó đầy ra, nó cứ lõm sâu. Thế là mình quyết định là đi dây ngược lại, đi dây ngược lại hơi lộ một chút, nhưng mà sau một thời gian thì những chỗ này nó sẽ lành lại và nó sẽ đẹp hơn, mình chơi lâu dài. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi nha.
Tất nhiên ở đây là mình có làm hai bông dưới trước và là để giới thiệu cho các bạn. Thế còn khi mà làm xong tổng thể thì bao giờ chúng ta cũng nhìn lại một lần rồi bắt đầu chỉnh lại một lần. À, đối với người làm tùng ấy, đặc biệt là tùng kim này, các bạn thấy là người ta sẽ thường làm từ cái tàn thấp nhất lên trên ngọn, chứ không phải là làm từ trên ngọn xuống. Đấy, làm từ thấp nhất xong lên ngọn xong mới dựng ngọn. À, bạn lưu ý, thấy chưa? Thế thì đây là sơ bộ cái bông này. Nhưng mà khi mà chúng ta xong hết các cái bông thì ta lại ngồi ta chỉnh lại một chút. Đấy, ta chỉnh lại một chút tổng thể, được chưa? Cũng như thế này, cây này thì đây sẽ là mặt chính diện này, nhưng qua mình nói mình chọn đây là mặt chính diện này. Đấy, thì bạn thấy là mình mới làm xong hai bông. Sau này mình làm bông thứ ba thì mình phải vén cái cành này sang đây để nó lộ cái đường thân ra, nó lộ cái đường thân zích zắc ra cho đến bông ngọn. Đấy, cho đến cái bông ngọn này nha, đường thân như vậy là lộ đường thân cho đến đây bông ngọn. Hai bên này làm tàn là sẽ vén ra này, bên này vén ra này. Đấy, bên này vén ra. Đấy, để nhìn thấy cái cấu trúc cành bên trong và nhìn thấy đường thân chạy dọc từ dưới lên trên cho đến gần ngọn, đến cái bông trên trên ngọn. Thì đấy cũng là cái cách mà người ta hay làm đối với lại tùng, là cố gắng là lộ được đường thân. Đấy, lộ được đường thân. Và đường thân này sau này mình sẽ nghiên cứu làm một cái đường lũa dọc thân. Tiếng Nhật thì người ta gọi là sari, sari dọc thân. Đấy, bởi vì thực ra nói cho cùng thì thông tùng ấy thì nó nên có cành zin, tức là cành lũa, và nên có đường sari dọc thân, thì lúc đó nhìn cây nó có vẻ là sương gió già dặn hơn. Đấy, tuy nhiên đấy là cuộc chơi đường dài, chúng ta không có gì phải vội cả, đúng không? Không có gì phải vội cả, ta cứ thưởng thức cây đẹp ở một góc độ này. Sau một vài năm thì nếu nhìn mãi thì quen mắt thì ta lại đảo dáng bằng cách là ta có thể thêm những cành zin, loại một số cành, hoặc thậm chí là chuyển cây thành dáng khác. Đấy, đang từ trực lắc đúng không, thì có thể là sang dáng đổ được, cũng có thể là sang văn nhân được, hoặc là chuyển sang bay tùy. Đấy, thì như vậy là ta sẽ có cây chơi gì ạ, thường xuyên và thay đổi. Đấy, các bạn cũng chú ý là nếu ta nhìn mãi một cái cây mà nó không thay đổi gì trong mấy chục năm ta chơi thì có lẽ nó cũng chưa phải là hay, đúng không? Mình tìm cách mình thay đổi nó, tất nhiên là không làm mất hẳn đi cái bản sắc của cây, nhưng mà có thể thay đổi nó.